Trương Trí Lâm, Quách Tĩnh yêu Hoa hậu Tiểu Tam và Nhân Cách Vàng khi quyết định hiến tạng. Trương Trí Lâm được công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp kéo dài gần 30 năm với diễn viên Hoa hậu Viên Vịnh Nghi. Không chỉ vậy, anh còn là sao nam giàu lòng nhân ái khi quyết định hiến tạng, tủy xương khi qua đời. Hôn nhân viên mãn bên Hoa hậu Tiểu Tam. Trương Trí Lâm bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm thông qua những vai diễn trong các video quảng cáo. Tới năm 19 tuổi, anh chính thức bước chân vào nghiệp diễn với các tác phẩm như Xung Thiên Tiểu Tử, A War of Tragedies. Sau đó, nam diễn viên nổi đình nổi đám khắp châu Á với vai diễn Quách Tĩnh trong phim Anh Hùng Xạ Điêu. Không chỉ có ngoại hình điển trai kiểu thư sinh tri thức, Trương Trí Lâm còn được đánh giá cao ở khả năng diễn xuất. Trái ngược với nhiều diễn viên khác chỉ thành công ở TVB và đuối dần tại thị trường đại lục, Trí Lâm gặt hái được không ít thành tựu ở đây qua các phim Nghịch Thủy Hàng, Lục Tiểu Phụng, Hồng Phấn. Đến nay, anh vẫn là một trong những diễn viên thực lực giữ được sức hút và tên tuổi của mình giữa một lượng lớn các nam nữ diễn viên trẻ dày đặc. Ngoài sự nghiệp rực rỡ, Trương Trí Lâm còn được người hâm mộ biết đến với chuyện tình đẹp như cổ tích của anh và vợ, Hoa hậu Viên Vịnh Nghi. Trương Trí Lâm kể rằng anh bị trúng tiếng xét ái tình ngay từ lần đầu gặp Viên Vịnh Nghi tại phim trường Biên Thành Lãng Tử. Khi đó, Viên Vịnh Nghi đang là một trong những tên tuổi có sự nghiệp và vị trí vững chắc trong giới giải trí, trong tay không thiếu tiền tài lẫn danh vọng. Còn Trương Trí Lâm lúc bấy giờ vẫn chỉ là một cái tên vô danh đang chật vật tìm chỗ đứng. Thời điểm Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi công khai hẹn hò, mối tình của cặp nghệ sĩ đã vấp phải không ít lời chỉ trích. Người ta chê bai Trương Trí Lâm không đủ tầm để sánh đôi với bạn gái. Một số người lại mỉa mai quá khứ làm Tiểu Tam được đại gia bao nuôi của Viên Vịnh Nghi. Tuy vậy, Viên Vịnh Nghi luôn bỏ ngoài tai những lời dị nghị phán xét. Cô không nề hà việc bạn trai thua kém danh tiếng hay tiền tài, bởi đối với cô, cảm xúc là điều quan trọng nhất. Vị trí được nhắc đến với danh phận là bạn trai Viên Vịnh Nghi đã gây ra cho Trương Trí Lâm không ít áp lực, khiến anh không ngừng cố gắng nỗ lực suốt 8 năm trời trong sự nghiệp để có thể môn đăng hộ đối cầu hôn Viên Vịnh Nghi. Đến năm 2001, cặp đôi bí mật đăng ký kết hôn và có một bữa tiệc nhỏ để gặp gỡ hai bên gia đình. Từ khi kết hôn, Viên Vịnh Nghi quyết định rời showbiz để lui về chăm sóc gia đình. Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, Trương Trí Lâm từng vướng không ít tin đồn phim giả tình thật với các đồng nghiệp nữ. May mắn thay, những tin đồn ấy không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của nam diễn viên. Bằng chứng là họ đã ở bên nhau suốt 26 năm qua và đến nay vẫn tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mặn nồng như thuở ban đầu. Trong chương trình Có Em Chung Đường, Viên Vịnh Nghi từng khiến khán giả xúc động khi dặn dò ông xã: "Anh phải chờ em chết, anh mới có thể chết." Khi bị Trương Trí Lâm trách ích kỷ, cô chỉ đáp trả rằng: "Vì em không thể nghĩ đến việc âu yếm nhìn anh ra đi", khiến nam tài tử vô cùng cảm động. Người đẹp thiếu ngạo giang hồ từng tâm sự nỗi ân hận nhất là không thể sinh thêm con cho chồng. Sau khi sinh bé Martin, cô đã mong có thêm con gái. Thậm chí cô còn tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo nhưng vẫn không thể thành công. Viên Vịnh Nghi cảm thấy may mắn khi có một người chồng tốt như Trương Trí Lâm. Trong cuộc sống vợ chồng, cô và chồng đều quan niệm. Cuộc sống gia đình không phải là phép tính 1 cộng 1 bằng 2, mà là 0,5 cộng 0,5 bằng 1. Mỗi người đều phải tự bỏ đi một phần cá tính, một phần sự phản kháng để dung hòa. Nói về khuyết điểm của ông xã, cô cười: "Anh ấy chỉ có khuyết điểm ham chơi. Anh ấy thích xe, thích chơi đánh bài, nhưng không ham mê các cô gái. Điều đó khiến tôi yên tâm." Nếu đã là một fan ruột của cặp vợ chồng mẫu mực nhất Hồng Kông này, chắc hẳn ai cũng biết về cái nắm tay nhà họ Trương nổi tiếng của họ. Nam diễn viên luôn có thói quen nắm tay vợ để sau lưng. Đi đến bất cứ đâu, anh cũng không bao giờ buông tay bà xã. Cảm giác như họ sẽ mãi nắm tay nhau cùng đi hết cuộc đời. Trải qua gần 3 thập niên bên nhau, Trương Trí Lâm và Viên Vịnh Nghi luôn được xem là cặp đôi kiểu mẫu đáng ngưỡng mộ của showbiz. Dù cả hai đều là những nghệ sĩ hàng A nổi tiếng và giàu có, nhưng họ vẫn duy trì nếp sống giản dị, truyền thống và rất tôn trọng nhau. Quyết định hiến tạng sau khi qua đời. Trương Trí Lâm được biết tới là một nam diễn viên chăm chỉ làm từ thiện và có tấm lòng nhân hậu. Anh từng gây xôn xao làng giải trí Hồng Kông khi thông báo với mọi người về quyết định hiến tạng. "Mong hành động của tôi có thể truyền tải tình yêu, giúp đỡ được sinh mệnh khác." Không chỉ vậy, anh còn đăng ký hiến tủy xương. "Một lần về Hồng Kông sau khi đóng phim, tôi nhận được thông báo có bệnh nhân cần tủy của mình. Liên lạc với cơ quan y tế nhưng đã muộn. Điều đó làm tôi vô cùng nuối tiếc", Trương Trí Lâm chia sẻ. Nam diễn viên cho biết, chính vì quyết định trên nên anh luôn duy trì lối sống lành mạnh. Anh muốn giữ các bộ phận cơ thể của mình thật tốt khi chuyển cho những người nhận. Trương Trí Lâm không còn uống rượu và đã bỏ thuốc lá. Không chỉ Trương Trí Lâm có nghĩa cử cao đẹp này mà vợ anh Viên Vịnh Nghi cũng vậy. Trương Trí Lâm nói anh vui vì hai vợ chồng anh có cùng quan điểm, cách suy nghĩ và tầm nhìn về giá trị sống. Hành động đẹp đầy ý nghĩa của cặp vợ chồng nổi tiếng đã nhận được rất nhiều lời khen, sự ngưỡng mộ của cư dân mạng xứ Trung. Họ cho rằng chính vì nhân cách tốt đẹp của cặp sao nên họ mới có được cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay.